trung tâm phát hành băng nhạc Vapaco trân trọng giới thiệu chương trình cải lương hồ quản Cùng Bữa Xê của soạn giả Bạch Mai, đạo diễn Phượng Hoàng Bạch Mai, thực hiện chương trình Đăng Khôi do các diễn viên đang được mến mộ hiện nay: Vũ Linh, Phượng Mai, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Đức Lợi, Thoại Mỹ, Khánh Linh, Ngân Tuấn và Dân Hà cùng biểu diễn. Bên khung trời mong mơ, tình ta như ý thơ, đẹp làm sao duyên trúng mãi đôi ta gắn bó kêu sơn. Mong đến ngày tân hôn, sự giao bôi thắm bên người yêu, chiếc áo dâu xinh tươi lễ bái tơ hồng. Chắc em thẹn thùng đi thôi, mong lửa đôi không rời, cho tình thêm sâu thấm hương mặn nồng. Chờ thời gian ước nguyện thỏa lòng, thiên tình đưa chúng ta chung bờ, thiên đường chỉ có đôi ta. Bữa sơn tình hai ta qua năm dài tháng rộng, chỉ chờ thành hôn cho đôi mình được sống bên nhau. Đêm từng đêm anh mộng mị chuyện trầu cao phao cưới tiệc qua đèn đại hồng sông hỉ, cha mẹ đôi bên đẹp ý. Hai đợi chờ ngày ấy không xa, hai họ sẽ giao hòa. Mấy đêm rồi em thấp thỏm vào ra, phụ thân vào triều ca. Chiếu vô bao triều thần nghi sứ, anh hiểu rồi vì long thể bất an lên triều cha. Anh vào tận long sàng để nghe gì chúc đức vua. Nếu không may thánh thượng băng hà cơ, đồ này sẽ ra sao? Hoàng tử Dương Lâm là người thừa kế, sẽ giữ an nghiệp đế. Em lo gì? Hoàng tử ở xa, đi đến thiên sơn cách mấy quan hà. Sắc lệnh vua người sẽ triệu hồi, em chẳng cần bận tâm. Một ngày không vua sẽ đảo quân trăm họ, cơ hội tốt cho bọn điền gian. Tông quy tông đức độ nhân nghệ từ, sẽ tỏ tường giả chân. Kìa cha của em về đến dinh đường, thôi anh về nghe trăng. Anh sao lạ vậy? Anh không chờ cha em về à? Con rể gì mà anh cam thất lễ, vì Ngọc Ngựa Sử là người nghiêm khắc, anh tạm lánh mặt là muốn giữ cho em. Thôi như thế thì cũng được, anh về nha. Mà nè, bao giờ chúng ta gặp lại hả anh?
lúc nào bá phụ họp triều thì anh đến ngay. Tạm biệt. Tạm biệt. Dạ, con kính lại mừng cha mới về. Dạ, con mời cha dùng chén trà xanh cho khỏe. Con hãy để đó cho cha. Dạ thưa cha, mấy ngày nay cha bận hỏi triều thần luận bàn quốc chính, vì căn bệnh của đức vua chẳng hay người ra sao rồi cha. Con ơi, vua thượng đã đã sao cha? Đã bắn hà rồi. Trời, đức vua bắn hà. Ngọc Quy can con, trước phút lâm chung, người gọi cha đến lâm sàng căn dặn những điều hệ đồng, giao dương phù và ân tính cho cha. Phó thác cha dình đi giữ dẫn mệnh non sông, phải lên đi thành Thiên Sơn báo tin này cho hoàng tử Dương. Thưa cha, Thiên Sơn diệu vời, chấp chung tha khiến gần cao, đây đến đó rất gian lao, con ngại rằng cha sức yêu tuổi cao. Thưa cha, hay là con mạo muội thỉnh cầu nghiêm phụ đế con. Con là phận nữ nhi, cha hãy yên lòng, con sẽ cải nam trang. Sao con cải nam trang à? Dù con tinh thông võ nghệ nhưng đường xa hiểm trở, cha chẳng an lòng. Hay là cha sẽ cho người cùng đi với con cho có bạn đồng hành. Thưa cha, ai thế ở cha? Cha còn đang suy nghĩ. Chiếc nhà này, Phùng Vũ Sơn vừa ở đây phải không con? À, dạ thưa cha. Dạ. Thảo nào. Trên cánh quạt có viết tên của hắn. Hắn? Thưa cha, theo lời đính ước của hai họ Ngọc Phùng, Vũ Sơn chàng là nghĩa tế của cha và sẽ là chồng của con trong nay mai đó. Quế Trang. Dạ. Tưởng cần nhắc cho con nhớ, cha là người biết trọng nghĩa nhân. Đạo lý trong đời trước sau cha chỉ nói một lời. Con xem cha ra chiều phân nhỏ, có chuyện gì xin cha hãy tường phân, kêu lòng con âu lo ái ngại. Cha của hắn là tên vô loại đá tỷ, hiền mà canh chén với cha. Đức vua giao uy ân tính và dương phù, Phùng bất nhân tâm hờn câu kết bọn quyền gian. Phùng tể tướng là cha ruột của chàng, lòng con bàng hoàng. Con chẳng tin cha hay sao? Thưa cha, có bao giờ con dám nghĩ là cha ngụy tạo để chia cắt tình của hai con? Nhưng đây là lần đầu con mới rõ được giả tâm của Phùng tể tướng. Dạ thưa cha, theo cha thì Phùng Vũ Sơn như thế nào? Phùng Vũ Sơn là tài tuấn, tính khí trái ngược với cha mình. Đây cũng là dịp may để cho con cân nhắc trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Không lẽ vì thế mà chúng con phải cách xa? Không đâu, con nên hiểu, có cách xa mới khao khát cuộc tương phùng, có khóc than mới thấy nụ cười là đáng quý. Cha sẽ cho A Hoàng Ngọc Quế Lan theo con cho có bạn. Đây, ấn tín cha giao cho con. Cha, ta từ con đi muôn dặm đường dài, Thiên Sơn xa vời, dù hiếm quý con không chung chân. Cha hãy yên tâm, ngọc ân trao con nguyện làm tròn. Ngầm ngùi nhìn con thơ dấn thân dầm
trang tiếc sương màn đêm. Cha ngăn nỗi ưu tư giọt sầu, chờ mong chim én đưa tình có con quay về. Qua dọc núi sông sầu muôn tùng còn gìn giữ lấy thân. Tiếng con đi cắn răng đau lòng vì ăn thành chúa gian sang khiến ta hạnh đàn. Trẻ lùi chân đến nơi thiên sơn tìm ngài thái tử Dương Lâm. Ấn trao cho Ngự sử Ngọc Quy Long đâu? À, ngự sử Ngọc Quy Long đây rồi. Kính chào tể tướng, mời tể tướng hãy vào dinh đường, rồi có chuyện gì chúng ta sẽ bàn luận sau. Khỏi cần khách sáo, ta đến đây để bàn với ông về Dương Phù và Ân Tinh. Trước lúc vua Băng Hà mà đã giao cho ông cất giữ, đó là quốc quỳ đức vua đã quỳ thác để chọn ngày đành giao cho Dương Lâm hoàng tử. Giao Dương Lâm không thể giao cho ta. Đúng, là nghĩa thâm gia, tôi xin ông đừng gây sự bất hòa. Ông muốn nói đến chuyện bất hòa. Nếu có sự bất hòa thì lỗi ấy là do âm do tôi. Phải là đại thần mà trí chẳng thâm. Đùa hay không đừng nói dài dòng. Ta chết cam lòng không lấy nhục làm vinh. Ngọc Quy Lâm, ông chỉ là con ngựa già thua cuộc. Hãy khóp miệng lại đi. Đừng thí, đừng chồm. Ta sẽ dạy cho một bài học về kẻ ngốc và người khôn. Có như thế mới không bị đời xẻ thịt. Cầm đi quân nhiệt xúc. Hãy cầm ngay lão vô trung tử. Trời ơi sao cha nợ. Một con vật già nuôi chờ ngày quá kiếp. Nhưng cha xuống tay lại giết chết mối tình con. Cha cấm con. Cha cấm con từ nay với ba sinh. Chuyện tình của con và Ngọc Quý Trang chỉ là ảo tưởng. Cha ba phụ, ba phụ ơi tỉnh lại đi ba phụ. Ba phụ dẹn ra. Mi, mi là con của tân sát nhân vô loại. Hãy theo cha mi mà sai mong đồ dương. Quý Trang, Quy Trang con ơi, ngày con trở về con sẽ không còn gặp cha được nữa. Ba phụ, xin người hãy thứ tha, cha lầm lỗi gây ra. Con cố tâm nào ai thấu, mang tiếng nhớ muôn đời. Vì quyền uy cha trẻ gieo thương sầu, chia rẽ duyên còn dài ai tưởng ai hay. Kẻ gian ác quyết chiếm ngôi vương đế mới gây thù oán cha mi tham tàn sanh con đau hèn. Đừng nói thêm phiền thôi. Bửu Sơn xin thề trung quân, dối gian gươm trời không tha. Cháu ơi nếu thật lòng vì chúa trung quân, không theo hướng phụ thân thì mới rõ cây đắng xanh trái ngọt. Bửu Sơn ơi cha cháu đã đoạn tình, dứt nghĩa phản bạn giống ngân bia miệng sẽ chê cười. Sao trước vẹn thủy chung mới xứng nhiều
chẳng theo cha, ta ngậm cười hả dạ, khi có kẻ trung hiền phò ta vui lắm. Cháu hãy mau theo kịp bước quê trang, ngàn dặm đến thiên sơn dây mang sứ mạng. Cao Ngọc Tân cho đóng cung về Việt Phường tạo phán, cháu hãy tỏ gương cung giang cổ thì bác đi vui lòng. Bá phụ nên dưỡng tâm thần, cháu tìm kiếm người, đừng nói tiếng chia ly quê trang buồn tan tóc. Cháu hãy nhân gọi đến con thơ, đừng tiếp thương sầu khổ, hãy nâng đỡ sang hà chỉ dốc trọn lòng nghị trung. Ba phụ đủ sân, ba phụ quê cha con ư, ba phụ ơ kìa, Quế Loan em, Quế Loan. Gặp được em quá bất ngờ, cứ tưởng giấc mơ ai về thành hiện thực. Sao lạ vậy anh Bửu Bửu? Thì anh nghe nói ông ngự sử cho em đi theo mở Quế Lan đến đâu đó để tìm hoàng tử Dương Lâm. Anh rất xót xa, anh nghĩ câu thân gái dặm trường, lỡ xa anh em yêu người khác, anh mồ côi tội lắm em ơi. Anh chỉ nghĩ vậy mà thôi à? Lòng thật dạ yêu anh từ bắt đầu cho đến tóc xanh nè. Anh đừng có thùng điên mà ăn nói lạ đời. Gặp em mừng quá đất trời cuồng quay. Quế Loan em, anh Bử Bửu. Từ khi nghĩa thông gia lìa tạm, chúng ta chia cách ngàn trùng. Anh tìm em khắp nơi nhưng nào đâu thấy nhau, bao đành tâm lãng sao chia tình nghĩa. Vì ai Quế Loan nàng ơi, do gì ông anh nỡ ghi tham tàn làm tù máu quang cờ. Em đau lòng chủ nhân theo cứ gấp phương trời, người mà sao giống loài heo rừng, vừa sao hiếm vừa ngàn. Thương là thương cho Bửu Sơn câu hiền, vì câu hiếu ưu tiên. Giờ làm sao đuối đang tương phùng, thì là tình ta mới mong giàu và. Đau lòng anh lắm Loan ơi. Hả? Em đi đâu? Theo cô em đi tìm hoàng tử. Đi tìm hoàng tử hả? Nè, em có tướng mã không? Anh hỏi anh chi vậy? Nếu cần anh giúp đỡ á, vậy thì... Thì sao? Theo anh xuống nơi chuồng ngựa, để em tha hồ chọn lựa. Thì sao anh là bậc mã ôn, lão tôn thời đưa sang Tây Trung. Lúc ổng sùng máu đại não thiên đình, bị núi đè lên hổng nổi. Hai đứa mình tương lai rực rỡ, chắc em chưa bị núi đè. Anh em đi theo nói càng nói vậy, cậu vợ tương lai đã biệt. Tụi mình phân tán tụi nơi, anh xuống dưới vì vòng đơn lẻ bóng. Anh từng trong ngóng. Em nói lạ đời, bố em chồng trời hay về địa phủ. Bỏ ra bệnh hệ gì em chứ theo chủ. Cốc đi em, lần cuối tạ từ. Em Quế Loan. Bố bố. Mây sầu lững lờ trôi, mang mát hồn sầu thương.
duyên căn xưa nay vẫn còn, mà lòng sao bóng ưu tư. Thương phu quân sang Hà quăng dài vì non nước triều hương, ta khuyên con ôm nhường dồi trao về kinh sứ văn chương. Bao tháng năm xa vắng nhà, lòng như thấy không vui, chẳng biết đây như bao điểm khiến tâm tư buồn lo. Dạ, con mời phu nhân dùng chén trà xanh. Hãy để đó cho ta. Dạ. Này Bửu Bộ. Dạ. Hãy ở đây, ta có vài điều muốn hỏi ngươi. Dạ bẩm phu nhân, con chờ lệnh. Ta hỏi ngươi, hãy thành thật nói ra. Ta vắng nhà một năm qua, nay về đây có vẻ khác lạ. Khác lạ thế nào? Dạ bẩm phu nhân, cũng là dinh đường cổng kính tường cao, màn loan rèm trúc khánh tiết trang nghiêm, sen khô hồ cạn vì hạn hán thiên tai. Phùng Vũ Sơn đi đâu vắng vạng, ta về từ sáng mà chưa đến lại mừng. Dạ cậu của con, dạ cậu của con, kính bẩm phu nhân nghe con phân cạn. Con phân từ khúc chiếc đầu đuôi, lời con chân thật không thêm bớt bao giờ. Người nói quanh co sao ta hiểu được, có gì u ẩn hãy nói ta tường. Nếu con nói ra sẽ là ma không đầu, chết thì không sợ chỉ buồn rầu không gặp cố nhân. Cố nhân? Cố nhân người là ai? Dạ là Thể Loan. Người ấy làm gì ở đâu? Dạ là a hoàng của mợ con, là Ngọc Quế Trang á. Ngọc Quế Trang? Dạ. Ngọc Quế Trang là nàng dâu thảo của ta. Dạ phu nhân ơi, nhưng phu nhân biết thì muộn màng quá rồi, còn gì nữa mà để hiền dâu thảo. Ngươi nói gì? Dạ con muốn nói là hai chữ đoạn tình đã viết bằng lệ bằng máu, và kết cổng du uy bằng màu tăng tóc của khăn xô. Và nghĩa là dạ, dạ cậu con về tới kìa. Rồi chắc là ở tủ quán mới về rồi. Đời là thế, thế thời phải tham uy quyền, tham mộng đồ dương, mặc ai tan rã quyên ương, mặc ai nuốt lệ vào đường đắng cay. Phùng Bửu Sơn. Dạ, dạ con là Phùng Bửu Sơn, kính lại mẹ. Từ quê ngoại về đây mà mẹ không cho con biết để con trọn lễ tiếp nghinh. Thôi con hãy đứng lên, con uống rượu à. Dạ, dạ, dạ. Phùng Bửu Sơn, mẹ đã khuyên rằng con ráng dồi trao kinh sử chuyên cần, chờ hội long dân nuôi chí lập thân, giúp nước cứu dân, làm rạng rỡ tông đường, hồ thị tan bồng, toại chí nam nhi. Mẹ có ngờ đâu niềm mơ ước bao ngày mong con mà con quý bỏ tương lai. Mẹ ơi con mượn rượu cay để chôn kín nỗi niềm, khi đã nỗi
rong chìm, con nuốt lệ vào tim. Đêm âm u giết con phủi tai ngàn thu, cần nói đi mẹ tường quý chung, gia đình đã ra sao, con mau phân mẹ ơi. Con phải nói gì đây khi sự thật đã phơi bày, bao nỗi đắng cay lòng con ấp ủ. Cha con đã cạn máu tim như loài dã thú, người đã giết quan nhạc phụ con rồi. Bỏ sâu xé giựt dành bởi vị đình chung, là bạn đồng liêu sao lại khác máu tanh lòng, ân tính dương quyền người mưu toan chiếm đoạt, nhạc phụ con vì trung mà phải thác phúc, quý nhìn con như nhắn gửi lại cơ đồ. Mẹ đau xót bàng hoàng như tình cơn mơ, không ngờ được cha con là người sâu độc. Mẹ ơi, con mượn men cai để dằn tiếng khóc nghĩ đến quê trang nàng đơn độc vượt đường xa. Vượt đường xa, nàng đi tìm hoàng tử Dương Lâm để trao ân tín theo lời ủy thác của cha nàng. Thưa mẹ, đúng vậy. Không, không được, gai dẫm trường nhiều rủi ít mai. Mẹ, con phải theo bảo vệ nàng và cứu nguy cho hoàng tử. Dạ, lời mẹ dạy chí lý đầy thấm thiết nghĩa tình, con sẽ lên đường không chậm trễ. Nhưng còn mẹ thì sao? Con chẳng an lòng nếu chẳng may. Con đừng ngại, mẹ sẽ vì muôn dân, vì sống nuôi tông bang, mẹ sẽ là ánh đuốc soi đường để cha con tường tận đâu là chánh tà chân giả. Dạ, dạ thưa mẹ, xin mẹ cho Phùng Bửu Bửu cùng đi với con. Đúng vậy, mẹ cũng đang có ý định ấy. Hãy vào trong bảo nó thu xếp hành trang lên đường không chậm trễ. Dạ, dạ mẹ, con lại mẹ con đi. Hãy bảo trọng nghe con. Dạ. Phu nhân, phu nhân của ta đã về rồi đó. Dạ, tiện thiếp cam thất lễ, xin kính bay tân quan an sát kim tể tương đương triều. Lạ thật, lạ thật, đã một năm xa cách rồi, sao giờ gặp lại nhau? Phu nhân tỏ ra lạnh nhạt, giọng điệu của bà mỉa mai, nghe rất là chướng tai. Là kẻ hèn quê không quen dùng hoa ngôn mỹ tự, trao chuốt đổi thay nên làm ông chướng tai. Thái độ của bà lạnh lùng khác trước là chưa? Là gì? Trời còn đổi gió thay mưa,
tôi muốn biết tại sao ông giết người trúng liệt. À, thì sao bà muốn hỏi ta về cái chết của Quy Long đó à? Thú giết thú để sinh tồn ở rừng sâu, cũng như người phải giết người, có là gì đâu. Đúng với danh xưng tên gọi của ông, đúng là Phùng Bất Nhân, hay là gì đi nữa cũng là chồng của bà. Phải, nếu không vì nặng nghĩa Tào Khang thì chắc bà sẽ giết ta như giết một loài rắn độc. Rắn độc đã nằm im dưới hang sâu chờ đợi, nay nó quay đầu phóng xa sát hại lương dân. Phu nhân, từ lúc Tống Quy Tâm băng hà, hoàng tử ở xa nên việc triều chính chỉ mình ta đảm trách. Ai cũng kính phục cho ta là một vị đại thần thanh liêm tâm sạch, chỉ có riêng bà dám trước mặt ta nặng nhẹ lắm lời. Tưởng cần nhắc cho ông nhớ, địa vị quan trường ông chỉ là một thời, còn nhân cách muốn có ông phải suốt đời gìn giữ. Suốt đời gìn giữ. Bà lầm rồi, bà lầm rồi phu nhân à. Thế còn những lời ngợi khen chúc tụng kia thì sao? Là gì thoái đời chứ, bọn họ chỉ theo đốm ăn tàn xu tàu. Nín đời, một ngày không xa ông sẽ hiểu ra từng khuôn mặt. Thôi, không nói với bà nữa. Phùng Vũ Sơn đâu rồi? Nó đã đi rồi. Đi đâu? Nó đi tìm Ngọc Quế Trang để nói lời tự hối. Nó có lỗi làm gì mà tự hối hả phu nhân? Nó vì chữ hiếu thân mà tả lỗi thay ông và gặp hoàng tử Dương Lâm để báo chuyện không lành. Nhưng việc xảy ra biến động ở hoàng thành, giả trẻ trung quân xa thân về đại cuộc, suốt đồng vui vui tiền bước con đi. Dòng lệ quen mi nhìn con già biệt. Phu nhân, bà đã hại ta rồi, bà hãy về quê ngay, ta không muốn thấy mặt của bà. Ông đuổi tôi à? Không nói nhiều. Quân! Dạ! Yên ngựa sẵn sàng, ta sẽ đuổi theo. Hôm nay ta sẽ bầm sát tên nghĩa tử. Phu quân! Phu nhân xê xa! Đừng đi! Tại sao nàng cản đường ta? Phu quân! Giang lòng phu quân ơi, sao ông nỡ đoạn tình? Một già trên non cao, không giết con bao đành. Lưỡi đau kiếm thép vô tình, lòng mẹ tràn đầy thương con. Tiếp sinh nghĩ tình phụ thê ngã lòng. Giang sang chờ ta vinh quang ngày mai, ngờ đâu nghịch tự cán đường, thì nghĩa lý gì tình thâm đã lìa rồi. Phu quân, quân ta xa. Phu quân, phi luân lý can thương đời trách chê. Thiếp cô mong giang cầu hải dung tình, sao người nơi nhẫn tâm xem nặng chiếc ngai rồng. Do thời cơ đến cho ta làm vua nước non cõi bờ, phu nhân đón tân phong hoàng nương, giấc mơ ta lòng bao ngại sầu.
đã càng hơi khuyên dài đường ngày nên bình tâm. Thôi nói chi nhiều à, phụ nhân chờ đón lúc ta trở về. Phụ quân uống ta xa, phụ quân uống xa. Như phá tan mây hồng, rừng tòng xưng dương bốn quân bao người đều kiên nghệ. Nào nào ai hơn muốn ra xem thường, khắp nơi nơi anh hùng thì ai dám đến đây so tài giờ này. Chính đạo tượng anh hùng đánh sang, có lời mời vui mừng đến đây. Xin đại huynh nếu anh cần dùng, em sẽ ra ngoài thần tiếp sức cho đại huynh khoái vui mừng ngày. Đừng có lo em đây tại nghe. Vậy đó sao? Vậy đó. Dạ mời đây huynh uống. Vậy em rót đây, rót đây mời. Em là đạo tường chiếm nơi sơn đảnh, nghe đại huynh gọi đến đây giữ tiếc mừng. Đầu lĩnh, mày là thằng nào? Dạ, dạ em là thú hạ của Đào Hắc Long. Đào Hắc Long? Dạ. Cái thằng đen ấy suốt năm ta không gặp, hắn có khỏe không mày? Dạ, cũng sống được. Nhờ thời cơ nước cạn, đá nhô đầu và bè bạn cùng thời đã chết ngủng còn đâu. Nè, tao dạ. Nhắc với nó, ráng gìn giữ mà để mai sau có của cải. Dạ, dạ. Số nó tu, nên dạ. Vô chùa nhiều sải. Lập ni thiền viện đặt quả mấy hồi mày. Dạ, dạ. Còn mày, mày là thằng nào mà tao quên? Quên hết rồi mày. Dạ thưa đại ca, em là Bạch Ly Dân, tay chân của Bạch Đức Mai, nữ đầu lãnh nè đại ca. Giờ rước dâu đã đến rồi, mà sao đại ca cứ mãi sai vậy đại ca? Tuổi đến đó có gì sơ suất sao đại ca? Dạ. Người nào mà làm vợ tao đều là vô phước. Nhắc đến thêm buồn, xưa kia tao là thương, sông nước xa trường, bị một vết thương rất nặng sau lưng. Lương y buồn bực bảo tao bất lực, cuộc đời tiền gặp mấy vợ uống công. Không còn thích thú cưới vợ làm gì, chẳng lẽ để ngó đại ca nghĩ gì? Khi nàng thanh xuân nhựa sông chào dân, hết đường tựa quậy không lẽ để vậy? Nè, đứa nào nhào vô là chết với tao à. Dạ, dạ, dạ. Chuyện gì? Bẩm đại chủ, có hai gã thâu sinh đi qua đây, có mang hành lý. Được, tất cả mai phục vào lên. Dạ, ngàn trùng quan sang giáp thiên nhai, không thua tài trái lên đường bao đáp tròn ân. Nhìn thiên sơn đính cao như chờ, quyết theo lời cha già đời con hiên dần sang hà. Gia đồng, dạ, mau lên, dạ. Mây trời xanh thắm một màu, mệt mông sương thắm rừng xanh, đường lối quanh co qua đồi núi chân trùng. Cô ấy cậu hai xem chừng, xài lang nào tha ghé đi đường. Em đừng lo chí tài hùng, thì ta nào sợ chi xài lang. Ôi nhìn xem qua rừng, chim hó cành cao liêu lo từng bừng. À, may quá, may quá, đây có bóng mát, mình tạm nghỉ chân đi cô. Em nhớ rồi. Nghỉ một chút đi ạ. Gia đồng, dạ, phải cẩn thận đó nghe chưa? Dạ. Đứng im.
muốn sống mau đưa hành lý cho ta. Trời, mi là ăn cướp. Hả? Ăn cướp. Nếu không đưa thì sao? Thì cắt cổ mày chứ sao. Trời đất, nó tưởng mình là hai con gà, đánh liền cậu. Giết nó. Xem đi. Cho mày chết đi. Sao? Thế nào? Hãy đứng dậy đi. Tất cả hãy đứng dậy. Dạ dạ dạ. Dạ dạ con huynh võ nghệ cao cường, ngu đệ tài hèn không sánh được. Dạ đệ vô cùng thán phục, xin tôn huynh nhận đi bục lại này. Dạ dạ dạ. Thắt chặt dạ tình nghĩa xa giao. Người đừng khiêm xưng như vậy không nên, vì bốn biển đều là anh em, trước lạ sao quen, đừng quá giữ lễ. Dời đi tình thương trì, ta mới thân mừng nhau. Cho tôi biết qua tôn danh của Sơn Dương Hùng Anh. Ôi ngày xưa nơi Tống Bang giang sàng là bình thường, do thăm vào của Hà Công mới trốn lên rừng xanh. Dạ, dạ đệ tên là Lỗ Mãn. Dạ bắt đắc dĩ cho mới ăn cướp. Ta hiểu được hoàn cảnh của ngươi. Dạ nay gặp huynh đệ và rất vui mừng, đệ muốn bàn một việc. Chuyện gì? Huynh thay đệ rước dâu. Hả? Trời ơi, không có được đâu. Ai đợi con gái mà đi lấy nàng à? Gia Đồng. Dạ. Con gái mà ai chịu lấy đàn ông sắp có vợ rồi, làm như vậy là trái ngược trái đạo lý linh thường. Hay là chú em ráng giúp giùm anh. Trời ơi, tôi mà lấy vợ hả? Trời ơi, là lại càng không có được nữa. Lộ chân tướng hết. Ủa? Sao lại vậy? Vì sao hả? Vì tôi là quản từ lúc bẩm sinh. Hả? Quản bẩm sinh? Ừ. Nè, trời ơi, quản mà quản bẩm sinh chứ không phải tự quản hả? Gia Đồng. Khỏi tình. Nghe ta nói nè. Dạ. Biết đâu ta bằng lòng là cứu được người con gái bất hạnh đó. Trời ơi, rồi động phòng thì sao? Thì chừng đó hãy tính. Này. Dạ. Ta bằng lòng. Bao giờ thì rước dâu? Dạ ngày mai là giờ mùi, ta xuống núi. Dạ còn bây giờ dạ xin đại huynh và tiểu đệ hãy lên sân trại nghỉ ngơi. Mời đại huynh. Trời ơi, chắc tôi chết quá.